chạy đâu, mình đã lấy vô. À, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay thầy Thanh đang đứng ở khu vực gạo để phát cho bệnh nhân ung thư. Thì đây là loại gạo lứt tím than nha. Đây, mỗi bệnh nhân ung thư khi tới phòng khám này sẽ được sử dụng loại gạo là gạo lứt tím than. Truyền thông phòng khám cha thượng thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú và anh chị. Hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 4 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha thượng thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám cha thượng thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí cho bệnh nhân ung thư bằng phương pháp châm cứu y học cổ truyền, đã nhận được sự quan tâm và sự hỗ trợ quý báu từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Mới đây, phòng khám đã tiếp nhận 2 tấn gạo tím, 5 kiện bông gòn, hàng chục khăn để hỗ trợ cho bệnh nhân ung thư đang hỗ trợ điều trị bệnh tại phòng khám. Đây là nguồn động viên vô cùng to lớn đối với đội ngũ y sĩ và bệnh nhân đang hỗ trợ điều trị tại đây. Gạo tím là một thực phẩm giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe, đặc biệt là cho những bệnh nhân ung thư đang trải qua quá trình hỗ trợ điều trị ung thư. Bông gòn và khăn sẽ được sử dụng để phục vụ cho công tác châm cứu, đắp thuốc nam, giúp đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn cho bệnh nhân. Sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, góp phần giúp đỡ cho bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn có thêm niềm tin và nghị lực để chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo này. Phòng khám cha thượng thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, được thành lập bởi linh mục cha Pero Nguyễn Văn Cường, với mong muốn giúp đỡ bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn được điều trị miễn phí bằng phương pháp châm cứu y học cổ truyền. Kể từ khi thành lập, phòng khám đã tiếp nhận và hỗ trợ điều trị cho hàng trăm bệnh nhân, giúp họ cải thiện sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Sự đóng góp của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước là nguồn động viên to lớn để phòng khám cha thượng thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, tiếp tục hoạt động và giúp đỡ thêm nhiều bệnh nhân ung thư trong tương lai. Phòng khám cha thượng thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã quan tâm và hỗ trợ cho hoạt động của phòng khám. Chúng tôi cam kết sẽ sử dụng nguồn hỗ trợ này một cách hiệu quả và thiết thực để giúp đỡ cho những bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn. Kính thưa tất cả mọi người, thì trên tay thầy Thanh là một miếng vải mỏng. Miếng vải này có công dụng như sau. Đó là sử dụng để đắp lên cho mỗi bệnh nhân khi đến đây mà chăm cứu đó. Thì cái mục đích của việc đắp đó là sẽ giúp cho những cái phần trên cơ thể sẽ được che lại, là những bệnh nhân vào đây đắp thuốc sẽ đỡ ngại. Cái nhiệm vụ thứ hai, mục đích thứ hai của miếng vải này đó là giúp cho che lại, không có bị lạnh đó, giống như một cái khăn, cái mền để giúp cho mỗi bệnh nhân. Thì đây là cái phần giải này do cô Khoa ở Bến Tre, em của bác Mai Văn Mãi, đã ủng hộ cho quý thầy để các thầy sử dụng giúp cho mỗi bệnh nhân. Thì mỗi một miếng khăn như vậy, khi bệnh nhân vào đây châm cứu bấm huyệt thì sẽ được đắp một miếng khăn như thế này, và sau mỗi bệnh nhân thì không có sử dụng lại cho bệnh nhân sau, mà mình sẽ đem đi, mình để riêng một bên để mình giặt, và mỗi bệnh nhân mới vô sẽ sử dụng một tấm khăn mới. Đó là cái mục đích của cái khăn, đó là như vậy. Thì qua đây cũng cảm ơn cô Khoa
đã theo dõi kênh Cha Phê Rung Nguyễn Văn Tường Official, đã ủng hộ cho quý thầy. Xin được chân thành cảm ơn cô rất là nhiều. Xin chào tất cả mọi người. Thì trên đây là gồm có 5 thùng bông gòn do cô Trương Quế Phương ở Cần Thơ ủng hộ cho phòng khám. Thì cái số bông gòn này được các thầy sử dụng vào mục đích là đắp vào vết thương cho bệnh nhân ung thư khi đến đây. Thì 5 thùng bông gòn này sử dụng cho thời gian là 1 tháng rưỡi. Đó. Với cái số lượng bệnh nhân như hiện tại là khoảng 150 bệnh nhân. Thì trong số đó không phải bệnh nhân nào cũng cần phải đắp. Nhưng mà có một số bệnh nhân có những cái vết thương hở đó, chảy máu và chảy dịch, thì có thể phải sử dụng tới bông gòn để mà đắp thuốc, đắp vết thương. Đó là rất là cần thiết. Cho nên thầy Thanh xin được thay mặt phòng khám, thay mặt tất cả các thầy cảm ơn cô Trương Quế Phương ở Cần Thơ đã ủng hộ số bông gòn này cho phòng khám. Xin chân thành cảm ơn cô. Xin chào tất cả mọi người. Thầy Thanh đang đứng tại phòng cấp phát gạo, thuốc dành cho bệnh nhân. Thì hiện tại trước mặt thầy Thanh là có các cô đang là người nuôi bệnh nhân, đang phụ cùng với các thầy vào những cái bịch gạo và vào những cái tên của những cái loại thuốc thảo dược đó. Tại vì lý do là như thế này, tại số lượng bệnh nhân hiện tại phòng khám đang là khoảng 150 người, thì cái số lượng bệnh nhân đông như vậy thì các thầy cần có một đôi bàn tay, những đôi bàn tay phụ giúp cho các thầy để làm những cái công việc như thế này. Thì rất là cảm ơn chân thành đến những người nuôi đã giúp sức cho phòng khám. Bên cạnh đó còn có cô Lan và cô Út và cô Hạnh cũng đang mỗi ngày cũng đang vào thuốc cho bệnh nhân. Cũng giới thiệu luôn với tất cả mọi người, đây là cái kho gạo lứt tím thang dành cho bệnh nhân. Thì khi mỗi bệnh nhân tới đây sẽ được các thầy sử dụng cái loại gạo lứt tím thang này, nguồn gốc là gạo lứt miên. Thì sử dụng mỗi bệnh nhân là 200g gạo, đó là một ngày bệnh nhân sẽ sử dụng là một gói này. Đó. Tổng cộng bệnh nhân hiện tại là đang sử dụng là 150 bệnh nhân. Thì cái số gạo ngày hôm nay còn lại là nhiêu đây? Thầy Thanh cũng xin được cảm ơn bác Thomas Bùi đã ủng hộ cho phòng khám là 2.000 đô để mua gạo cho bệnh nhân trong tháng kế tiếp. Xin được thay mặt cho các thầy thuốc của phòng khám và các thành viên, xin được chân thành gửi lời cảm ơn đến bác Thomas Bùi đã ủng hộ cho phòng khám về kinh phí mua gạo. Xin chân thành được cảm ơn ạ. Tình yêu thiên nhiên.
Truyền thông phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.